phải là tuân thủ cái kiểm dịch thực vật cũng như là cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Về kiểm dịch thực vật á, phải chú ý không được để hiện diện chính cái loại dịch hại mà phía Trung Quốc quan tâm. Cái trong đó là gồm có là 5 cái loài rệp, một cái loài mối, một cái loài bọ cánh cứng hạ dừa và 2 cái loại cỏ. Còn đối với an toàn thực phẩm phải hướng dẫn bà con trong cái vùng trồng quản lý dịch hại và sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật làm sao là không để lại cái dư lượng vượt mức tối đa cho phép trên các cái lô hàng dừa tươi xuất khẩu sang Trung Quốc. Và cái thứ ba thì coi như là phải hướng dẫn bà con ghi chép sổ sách những cái công việc xảy ra hàng ngày, truy xuất cái nguồn gốc khi mà coi như là cần thiết.